Kính chào anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lavastore. Trước mắt anh em là một con Office Good Kid CEO theo cái phong cách baseball jacket rất là đẹp, rất là thể thao nha anh em. Con này cũng đơn giản, không có gì mà cái hình thức nó không có cái gì nhiều. Nó có cái logo Office Good Kid và có cái anh chàng đang đứng ở đây chống nạnh và có đèn hình như cầm cái micro. Đây cái bên đây là số 23. Rồi mọi thứ trên áo nó đều rất là good. Cái hãng Feel Good Kids thì chắc anh em biết nhiều rồi ha. Đây logo tác hãng nè anh em. Có mã vạch luôn. Đây, Feel Good Kids anh em ơi. Theo hết nha, máy này theo full hết. Số 23 bên đây nè anh em. Số 23 này theo full nè anh em thao. À, theo full nè. Đó, ok. Bỏ tay nè. À, bên này còn tay da, bên này là da bio cao cấp. Da bio cao cấp full cái ống tay, cái ống tay rất là dày luôn. Rất là xịn luôn. Đây là da bio nè anh em. That's good. Ở dưới cũng rất là dày luôn. Bỏ thun rất là dày. Đây là mặt trước nha anh em, để mình quay mặt lưng cho anh em coi. Mặt lưng thì nó có một logo cái anh chàng đứng cầm micro giống như là đang cầm cái micro vậy đó. Chứ mình không có nghĩ là cái đó là cầm một cái gì khác. Này. Đây là chiếc Bestie Jacket của hãng Fugit tên là CEO anh em. Phối màu rất là dễ mặc luôn, trắng đen ha. Hai bên ống tay là tay da, thân là thân nỉ dày ha. Ok, để mình quay chi tiết cho anh em coi. Feel Good Kid nha anh em. Rồi, đây là CEO. Theo full hết. Rồi, bờ thùng dưới cũng rất là dày. Ok anh em. Mình xin kết thúc video ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau. Lavastore, anh em nào muốn mua con này thì liên hệ fanpage facebook.com/lavastore.clothing, instagram.com/lavastore.clothing nha anh em, hoặc là add Zalo, hoặc gọi điện trực tiếp cho mình. Số phone của chủ shop luôn mình là Phi nha, 0783490288. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau.